nó mịn kia. Các chị ơi vào lại nhá. Ôi đăng like bị hết pin các chị ạ. Em không để ý đến pin, em cứ tưởng là cái sạc pin này nó vào được. Cái sạc pin này nó bị hỏng á, nên là không vào được, lại phải thoát ra vào lại. Các chị ơi chia sẻ like cho em nhá. Em đang like nhưng mà bé bị hết pin. Đợi em vào lại. Phương gì kia? Các chị ơi vào lại nhá. Đang like nhưng mà máy bị hết pin. Các chị ơi là chia sẻ like là 100 người xem tặng quà nào. Đang like máy em hết pin, em không để ý đến điện thoại ấy, máy bị hết pin đấy các chị. Em cho vào cái bì đi, cho ra ngoài. Cho vào cái bì xong rồi tối thì lại xong kéo ra ngoài. Đang like bị hết pin các chị nhá, chia sẻ like đi, 100 người xem vào tặng quà. Em bị hết pin, cái sạc pin này bị hỏng á, không vào được. Thế là tự nhiên nó không sập một phát luôn, tối om luôn. Em còn tưởng bị sao ấy. Đáng lên mẫu đẹp. Chị Hà Thủy ơi, cái đang mặc có size S và M nhá chị Hà Thủy nhá. Em ơi, áo bò chị còn có mấy cái thôi. Không có nhiều áo bò đâu, áo bò 600-700 nghìn thì nó sale. Sale còn 200 luôn, còn có 5 cái thôi. Chia sẻ like đi, 100 người vào xem em sẽ tặng quà. Rồi cho mọi người vào đông xong em chuyển mẫu luôn. Ô tí nữa có mấy cái mẫu áo bánh bèo cực kỳ đẹp luôn. Tí nữa có mấy cái áo mẫu bánh bèo đẹp lắm luôn đấy. Tí em like cho các chị luôn. Cảm ơn Phạm Chí nhá. Rồi bây giờ qua mẫu nhá. Chia sẻ like cho em nhá. Em ghi bài viết đã nhá. Ghi bài viết nhá. 100 người xem tặng quà. Tặng một áo sơ mi hàng hiệu. Áo sơ mi. Hàng hiệu 600k. Sale 150k. Một chiếc, chỉ bán cho chị nào chia sẻ thôi nhá. Chị nào không chia sẻ không bán đâu. Có áo chị mặc nhá, áo chị mặc 600 nghìn nhá. Giảm còn 150 nhá, em mua thì lấy nhá. Có màu trắng và đen nhá. Áo đang mặc có trắng và đen nhá. Tặng luôn đi. Áo em toàn 5-600 nghìn, 700 nghìn thôi. Sale cho các chị luôn. Sạc các chị rồi. Bây giờ qua mẫu khác nhá. 100 người xem tặng quà. Đây em qua mẫu khác nhá. Mẫu này là 590 này, bây giờ giảm còn này. Hương Thao Nguyên kìa. Chốt đẹp thật, có đẹp không thua. Hương Thao Nguyên có đâu chưa? Áo trắng đi em. Ok Hương Thao Nguyên trắng mờ. Còn một cái trắng nữa cho Hương Thao Nguyên đi em. Xem Hương Thao Nguyên nhập cái mã trắng mà cái hoa này không có không. Nhìn nhá. Em ơi ghi kìa. Đây nhá, U Thu Hoa em nhìn thấy có đẹp không? Quá đẹp đúng không? Chia sẻ like đi cho chị đi. Chia sẻ cho chị đặt hàng nhá, cho mọi người biết vào mua hàng nhá. Đây nhá, cái này còn đẹp hơn nhá, để em mặc thử cho các chị. Ui dồi ôi, cái này đẹp lắm luôn ấy, cái này có mỗi màu trắng thôi. Có mỗi màu trắng thôi nhá. Ờ, à, ok, Ngọc Linh. Ngọc Linh có đơn không? Ok, Ngọc Linh nhá, ok, Ngọc Linh dồn. Màu đen. Ngọc Linh dồn. Ui, chuẩn bị qua bánh bèo cực đẹp luôn. Xem từ trưa đến giờ đúng không? Em đã nói với các chị rồi. Hàng hiệu. Chốt rồi, chốt cho Hương Thao Nguyên rồi. Trắng hoa đen. Rồi bây giờ em sẽ mặc cái mẫu này nhá. Em nói trước là mẫu này em chỉ có 10 chiếc thôi. Không có nhiều. Mẫu này là thêu nhá. Đây này, thêu này. Mẫu này của em, cứ em xem lại giá với em có đọc nhầm giá không. Vẫn là của Zaza nhá. Vẫn là của Zaza các chị nhá.
Nhưng mà cái mã này tôi em xem cái mã của cái mã này là giá bao nhiêu? À mã này của em là 590 cơ. 590 nhưng em xem cho các chị còn 150. Tất cả là theo nhá. Em đảm bảo với các chị là bình thường ấy, các chị ra ngoài ấy không bao giờ nhìn thấy cái mã hàng hiệu đẹp như thế này đâu. Ok, 7 trần theo. Thôi mẫu này em không cần mặc thử. Này 7 trần này. Em ơi 7 trần theo. Cực kỳ đẹp luôn. Đây nhá, để em mặc thử nhá, xem cái này là có đẹp hay không nhá các chị nhá. Hiên Chan cho số lại nhá. Chỉ có màu trắng thôi. An An Nguyên. Chị nào lấy cái chốt trắng theo cho em. Theo này các chị ơi, rất là đẹp luôn. Hiên Chan cho số điện thoại nhá. Đây này. Có cần em mặc thử không? Em mặc thử cho xem nhá. Cái bạn mà thảo thì luôn gỗ thì lấy cái trắng nó ra đấy. Bông mi ok tình yêu. Cứ chốt trắng theo là được các chị nhá. Rồi để mặc thử. Rồi mà chị ngoại à ngoan đi, chị có con mình em chốt rồi mà chị hơn 50k một tí nhá. Qua đây nhá, quá đẹp luôn nhá. Đây, em đã bảo đẹp rồi các chị mà không chốt cực kỳ tiếc nhá. Chị nào lấy chốt trắng theo cho em có size SM thôi. Cực kỳ đẹp luôn nhá. Đây, theo nhá các chị nhá. Hàng hiệu của Zaza các chị nhá. Em cho chị ngoan đinh hoa lụa rồi. Chị comment em cho chị rồi. Nói chung là hàng hiệu thì cái màu trắng của nó rất là đẹp các chị ạ. Đây này. Nhìn vào tỉnh hết cả người luôn. Ok. Thu hoa trắng dồn ok. Đồng giá 150k cho các chị. Bông bi ghi chưa? Mờ dưới 55 cân. Có trắng trơn nhá, trần trơn. Trắng trơn có tặng kèm một cái lơ. Trắng trơn tặng kèm một cái lơ nhá. Vừa, đồ ngâm rượu, ok, đồ ngâm rượu. An An Nguyên có chưa? Có rồi, An An Nguyên có rồi. Ok, Quỳnh Như có chưa? Quỳnh Như ok. Em có thể xem lại like nhá. Ok Thu Hoa ơi, số tài khoản của chị trên ảnh bìa nhá. Không có đen theo, chỉ có trắng theo thôi. Đen theo của cái mẫu vừa xong thôi. 7 trần. Đây nhá, đen theo, chỉ có đen theo này thôi. Trắng kèm lơ có size 55 cân đổ lại mặc được. Ok, đồ ngâm rượu. Trắng size 55 cân kèm lơ có 55 cân đổ lại mặc được. Đây nhá, 7 trần ơi. À ừ rồi, ok, 7 trần. Dồn đen thôi lúc nãy. Đợi chị một tí, từ từ. Chưa, ủi ôi là áo nhũ đẹp lắm luôn đấy. Nói chung là cái gì cũng đẹp.
chia sẻ like đi, 100 lại 100 người xem tặng quà. Áo như thì cực kỳ đẹp luôn chứ không phải là đẹp quá đẹp nha các chị nhá. Nói chung là em mà đã đi lựa hàng cái gì cũng đẹp. Hàng đảm bảo với các chị là quá đẹp luôn. Rồi chia sẻ like đi, 100 người xem thế. Ok. Rồi bây giờ lên ma bánh bèo nhá. Bánh bèo vẫn sale cho các chị luôn. Bánh bèo nhà em là chất co giãn nhá. Em lên cái mẫu co giãn này trước. Vẫn sale cho các chị 600.000 giảm 150%. Bây giờ lên ma bánh bèo nhá. 600.000 giảm 150%. Nhưng mà phải chia sẻ like đi, 100 người xem bắt đầu mới bán ma bánh bèo cơ. Vì nó quá đẹp. Đây nha, bây giờ em mặc thử cái áo lơ lụa trước. Thì có rất là nhiều chị bảo em mặc thử. Em sẽ mặc thử luôn. Ok, Nguyễn Phương cho số điện thoại. Ok, Nguyễn Phương nhá. Trắng năm mặc size M cho số điện thoại nhá chị yêu. Đây bây giờ em thử mặc thử cái trắng hoa lụa đây nhá. Đổi cái nào em ơi. Chị không thích đổi trả đâu. Ok, Huyền Phạm. Lấy trắng theo thì Nguyễn Phương lấy trắng theo cho số điện thoại nhá. Ok, Nguyễn Phương gửi em thôi. Nhìn đi không được, 3 mức. Thanh Yên, ok. Nguyễn Phương và Thanh Yên. Cái hoa lụa này có ép không? Không, như là còn ít rồi. Bùi thì lại hàng ngon, cái hoa lụa này không còn ép đâu. Quá đẹp luôn. Đây nhá, trắng hoa lụa đây. 550.000 giảm còn 150.000 cho các chị luôn. Gì đấy Phượng Nam? Ôi, mẫu nào em thấy đẹp các chị ạ? Không đổi nha các chị ơi, không đổi, đổi là xả luôn. Trần Trâm chẳng có lơ, ok. Size S. Các chị mua thêm thôi, đừng có đổi, đổi là em ngày mai bên em gọi điện chốt đơn là em ngồi gần nhân viên. Chị nào mà lơ tơ mơ mà bảo là đổi size là em hủy đơn luôn. Trắng hoa lụa thì có S, M, L, XL nhưng mà bây giờ hết S rồi tình yêu. Mai có chị nào xả đơn thì chị cho. Còn chị... em để gì đấy, kìa hoa lụa kìa. Đây cũng có này. Đâu? Nhưng mà sai, sai nhỏ. Em chốt ra thì người ta comment đi. Thanh Yên ơi, mặc size L được, size M được nhá. Nguyễn Phương dồn đơn. Không có size M, trắng hoa lụa không có size M. Em không nhớ nữa, chị bông bi nhá, chị bông bi như là lấy mẫu theo nhá. Mẫu này là mẫu hoa lụa. Ship Hà Nội 25k. Không. À trắng thêu và lấy còn size S nhá. Phượng Lan ơi, trắng thêu và lấy còn size S nhá, cho số điện thoại. Không đổi nhá. Không có size mà đổi nhá. À ừ, lúc vừa lấy bán quần thì mặc đặt cái mẫu này thì là có nhá. Phượng Nam thì trắng theo, ok.
Ok, Phượng làm nhá. Hết sai chứ không phải là không có sai. Thanh Yên cho rồi nhá, không có đen. Bây giờ chỉ còn hoa đỏ size S thôi. Size S và size L. Giống hệt thế này nhưng hoa đỏ. Bây giờ có size S hoa đỏ nào? Ờ, cái gì bạn gì mà 4 tên đi nhỉ? Bùi Thị Lệ Hằng này. Bùi Thị Lệ Hằng ơi, có hoa đỏ tình yêu. Ủa ôi, quá đẹp luôn. Không đi cổ vũ mà ở nhà kiếm tiền. Em like xong em đi cổ vũ. Không có size M nhá. Hết size M rồi, bây giờ còn trắng nhưng mà hoa đỏ. Vẫn còn nhá. Không hết size M rồi, bây giờ chỉ còn size S và size L và size XL. Bùi Thị Lệ Hằng đâu rồi? Vẫn giống như thế nhưng mà hoa màu khác. Em lấy hoa đỏ đẹp lắm luôn đấy các chị ạ. Nói chung là các chị không mua hàng hiệu Zara này cực kỳ tiếc luôn. Không lấy hoa đen là thôi luôn đấy. Ok, Anna Nguyên cho hoa đỏ size L. Là em sẽ không bao giờ mua được mẫu đẹp như thế này đâu. Bóng đá 42 cân mặc size S nhá. Em gửi vào inbox nhá. Em mặc size M nhá. Gặp đi mắt đấy. Mặc size S về M đều được nhá. Bây giờ chỉ còn size S thôi. Hoa đen bây giờ chỉ còn N và XL. Hoa đen bây giờ chỉ còn N và XL. Hoa đỏ thì còn S. Hoa đỏ còn S các chị nhá. Em mới ra không có phải á. Còn N và XL. Mẫu này là 550.000. Em đang giảm cho các chị đấy. Hoa đen trắng bây giờ còn N và XL. Ok chị Nguyễn Bích Hạnh. Chị Hạnh ơi, nhận được hàng chưa? Cho em số lại nhá. XL đi em. Nguyễn Bích Hạnh. Hoa đen XL. Em thấy đang gấp mẫu cái gì? Có nhá, rất là nhiều mẫu đẹp. Em sẽ lên từ từ các chị nhá. Chia sẻ like đi, 100 người xem tặng cho các chị một áo. Rồi bây giờ em lên mã sơ mi đen trơn nhá. Ok, shop sao Nhật Hàn. Phải là ở đơn đúng không? Ok, chị Nguyễn Bích Hạnh. Có đơn không? Ok chị nha. Cho chị cái giống em nhưng mà size XL chị Ngoan Đinh nhá. Cho em một áo sơ mi. Yến Trần cho số điện thoại nhá. Yến Trần. Hết S rồi. Minh ơi, bây giờ chỉ còn giống như chị nhưng mà hoa đỏ. Nguyên ăn ăn Nguyên cho rồi đúng không? Minh Bùi ơi, còn S nhưng mà bây giờ chỉ còn S nhưng mà giống như này nhưng mà hoa đỏ. Đây, bây giờ lên đánh bèo nhá các chị nhá. Chị nào hết pin thì cực kỳ tiếc luôn. Đây nhá, Minh ơi lấy hoa đỏ nha Minh nhá. Hoa đỏ thì mới có S. Hoa đen thì hết S rồi. Co giãn nha chị nhá, có co giãn nha chị ơi. Yến Trần có cho số không? Không cho số để chốt cho người khác vào. Ờ, Minh Bùi này lấy hoa đỏ cho tình yêu đẹp lắm.
Chị Trần Hương ơi, chị inbox cho em nhá. Minh Bùi này, cho chị lại số này. Để nhân viên ghi nhá. Đợi chị 5 phút nữa, là 3 phút nữa rồi. Còn áo rêu size M. Còn nhá, nguyên cho số điện thoại. Các chị phải sạc pin vào, nếu không sạc pin là không có đâu. Yến Trần có cho số không? Mày trắng. Lào Yến Trần không cho số để cho người khác qua mẫu. Bây giờ lên mẫu bánh bèo nhá. Lên mẫu bánh bèo nhá các chị nhá. Để em thay đồ đã. Chị còn cái chân váy ở góc này nó còn một tí. Ờ, nguyên bi rêu kìa, xanh rêu kìa em ơi. Hiệu chị cái. Chị không về cho xe á. Rêu bi. Bây giờ em lên mẫu bánh bèo nhá. Bánh bèo này em 600 nghìn, giảm cho các chị, còn 150 luôn, còn có chục cái thôi. À, 20 cái gì đó. Chia sẻ like đi, để em bán, cho có động lực bán áo bánh bèo nhá. Rồi, Yến Trần không cho số thì để bỏ. Gạch đi không đi. Gạch đi. Yêu phải cho chị cả, không có bật hết. Còn cần bỏ thế nào? Không. Nó kẻ xuống như thế nào chị cho này. Ghép với cả ấy đấy, ghép với cả tuyết bông đấy, bông tuyết đấy. Còn cái hoa đỏ xe. Ai đấy? Rồi. Em lên mã nhá. Lên mã bánh bèo nhá. À. Ga sinh viên. Ok. Ga sinh viên. Ga sinh viên ok. Đây nhá. Đây. Đây nhá các chị ơi, ủa ôi quá đẹp luôn. Cái này gầy đéo mặc được hết nhá. Hoàng Lan anh là cái gì đấy? Ok chị yêu. Đây nha các chị ơi, mặc vào bánh bèo cực kỳ luôn. Ôi dồi ôi đẹp quá, em bớt cái mặc. Còn áo sơ mi nhá. Áo trắng hoa vừa lấy bây giờ chốt cho Phùng Điệp rồi, có đơn rồi. Cái này nhá, có màu đỏ đô và màu đen. Đỏ đô và đen nhá các chị nhá. 650.000. Chất co giãn nhá, 60 cân mặc được. 40 cân cũng mặc được, mà 65 cân cũng mặc được. Cái này rất là bánh bèo luôn. Áo trắng hoa còn, bây giờ còn size L và size XL và size SM. Cái này có màu đen và màu đỏ đô. Màu đen, đen này. Từ từ lại là đừng cho ta bước. Ok, Minh Quế Nguyễn cho số điện thoại nhá, chờ lấy chốt đỏ. 60 cân cũng mặc vừa nhá. Mặc vào cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Cái đai này tuy... Ok. Đây. Kể cả là các chị 60 cân mặc vừa nhá.
Đây bỏ cái nơ ra đây rất là đẹp luôn. Đi một đôi giày cao gót. Chị màu đen nữa nhé, là lấy cái gì ạ? Đổi thay xem lại nai nhá. Đen đèo phải hiền chị kìa. Huyền Phạm ơi, em có mặc được cái mẫu này nhá Huyền Phạm nhá. Em mặc được mẫu này nhá, 65 cân cũng mặc được. Minh Quế Nguyễn, áo chị đang mặc này. Chị không bán quần nhá. Đỏ đô và đen kìa Thanh Thúy kìa. 60 cân cũng mặc được và 40 cân cũng mặc được các chị nhá. Cái này thì các chị có thể zip cái dây dai tùy ý nhá, kể cả là 38 cân cũng mặc được, 65 cân cũng mặc được. Ok. Đồng giá 150 thôi các chị ơi, 650 còn 150. À ok, Hoàng Lan Anh áo nam ạ. Có đen và đỏ nhá. 65 cân từ 38 cân đến 65 cân mặc được. Vừa nha Loan ơi. Anh Dung ơi, hỏi gì chị không hiểu luôn. Cái này có màu đen và màu đỏ đô các chị nhá. Ok, Minh Quế Nguyễn màu đỏ đô nhá. Có đen và đỏ đô. Có trắng đen đỏ đô, có cả trắng nhá. Trắng đen đỏ đô nhá. Trắng đen đỏ đô có cả cam. Trắng đen đỏ đô cam. Trắng đen toàn là của Gia Gia thôi. Bay trang đỏ dồn. Đổi thay xem lại nai nhá. Chị nai rất là nhiều sơ mi trắng rồi. Có trắng này, cam này, đỏ đô và đen. Trắng cam đỏ đô và đen. Các chị gầy hay béo cắt cái nai tùy ý nhá. Kết hợp với cái chân váy em đang mặc rất là đẹp luôn. Chị Lan mặc cái mẫu này cũng đẹp luôn. Mặc vào đẹp lắm các chị ạ. Ok, An An Nguyên trắng nhá. An An Nguyên ơi, em phải chuyển khoản đấy nhá. Vì hóa đơn của em rất là nhiều. Đồng giá 150 cho các chị. Thanh Thúy ơi, mặc cái này free size nhá. Từ 38 cân đến 65 cân mặc được. Nếu vòng 2 của em hơi bự, em có thể thắt lên cao. Trên cao chị. Bơ lụt mình cái gì? Sơ mi à? Không. Em biết tiếng Việt đi, chị không hiểu tiếng Anh. Anh Trung, bơ lụt, bơ liếc là cái gì chị không hiểu đâu. Đây là cục bò hay cục mì này? Bò. Để hết cục mì này. Cục mì đây. Vứt vào góc đây kìa. Đây. Đen, đỏ đô, cam và trắng. Đây. Đây nhá, em sẽ mặc thử màu cam. Màu lạo đẹp các chị nhá. Chất này co giãn nhá, từ 38 cân cho đến 65 cân mặc được. Đấy. Màu cam cũng rất là đẹp nhá các chị nhá. Có cần em mặc thử màu cam không? Em không mà bán chân váy nhá. Chân váy em không bán. Chân váy hết rồi. À. Đây xong rồi chị like cho. Đây rồi chị like đây. Biết rồi, áo này còn ok. Bây giờ chị like đây. Từ từ đấy các chị nhá, cái áo này.
thử nhá. Có trắng và đen nhá. Cái này các chị mặc với quần bò, quần ubi. Có màu trắng và màu đen. Áo vừa nãy chị mặc là 150 nha. Đồng giá áo nhà chị 150 nha. Bi khỉnh nhá. Cái này mặc với cả quần nhá các chị. Mặc với cả quần bò nhá. Hoặc là quần quần màu đen. Hoặc quần màu trắng ấy. Màu trắng côn ấy, ống côn ấy. Áo đang mặc nha, 150 nha. Có đen và trắng nhá. Chất von nhá. Rất là bánh bèo. Đây nhá các chị nhá. Em mặc với chân váy thì nó không hợp. Các chị mặc với cả cái chân váy ôm ấy, ôm kiểu thế này này. Đấy. Hoặc là các chị mặc với cả cái quần umi hoặc là quần bò. Nói chung là các chị mặc với cả quần dài nó sẽ hợp hơn, hoặc là chân váy body nó sẽ hợp hơn nhá các chị nhá. Có trắng và đen nhá, chờ lấy con mình trắng và đen. Chị cũng đang nuôi con nhỏ nhá. Dưới 55 cân mặc đẹp nhá các chị nhá. Có size dành cho người 55 cân đổ lại. Đây nhá, chờ lấy con mình trắng và đen. Có hai màu nha, trắng và đen nha các chị nha, rất là đẹp luôn. Đồng giá 150 cho các chị luôn nha, có trắng và đen nha. Em buộc cái mắt này vào đi, cho nó tím, buộc cái mắt này riêng vào. Em nói cân nặng của em đi. 50 cân mặc size S nhá, trang Nam Định nhá. An Nam Nguyên có rồi đúng không? Không, áo là rô rồi đấy. Rồi ok. Nhá, áo có trắng và đen nhá, có size S dành cho người 50 cân đổ lại. Thế là như thế nào? Là Thanh Thúy lấy một cái đỏ kia, một cái đen này đúng không? Rồi ok Thanh Thúy. Không lấy đi. Bỏ đen nơ, lấy đen này. Thế là em lấy một cái đỏ của cái lơ và lấy vào một cái đen này đúng không? Đây nhá, có trắng nhá, có đen và trắng các chị nhá. Rất là đẹp luôn, có đen và trắng các chị nhá. Quá đẹp luôn nhá, chờ lấy con mình đen và trắng, đồng giá 150 nhá. 53 cân mặc size M nhá tình yêu. Dưới 55 cân là có thể mặc được áo này size M. Dưới 50 cân là mặc size S các chị nhá. Thế vẫn còn nhá. Cột cả. Ok. Chào Kiều Hòa, lại nhìn thấy Việt Nam vô địch đeo trên trán rồi kìa. Có trắng và đen nhá, chị nào lấy thì cứ chốt trắng và đen. Em hỏi nhiều quá anh Trung ạ. Chị bảo là em lấy size gì thì em comment chiều cao cân nặng cho chị. Nếu như em không biết em mặc size gì, đến em còn không biết là em mặc size gì. Bây giờ em cứ hỏi chị là có size X, mới size S, mới size L. Bây giờ chị đã nói rồi, em comment chiều cao cân nặng của em, chị sẽ tư vấn cho em mặc được hay không là chị sẽ nói luôn. Thế cho nó dễ, bởi vì bây giờ chị bảo lên ấy thì em lại bảo là vòng một em to, bây giờ làm sao mà trả lời cho em được, trong khi đó chị đang phải trả lời rất là nhiều người. Không có nha Đông Nghi,
Một người không thể chờ, tất cả mọi người không thể chờ em để trả lời cho em được. Chị không thể là trả lời cho em một mình em được. Ôi chị không cắt nước. Rồi bây giờ lên mã khác nhá. Mặc đẹp nhá An An Nguyên. Mặc đẹp. Bây giờ lên sơ mi đen trơn nhá. Mét 47. Lọng 44 cân em mặc size M là ok nhá. Anh Trung nhá, em mặc size M là ok nhá. Em cứ nói thẳng thế cho chị dễ. Tư vấn cho em được dễ. Bây giờ lên đen trơn nhá. Ơ, lấy một trắng này đúng không? An An Nguyên lấy một trắng ok. Áo đang mặc còn này tấm tía. Đẹp lắm luôn ấy, có màu đen và màu trắng. Mặc với cả quần bò. Ui, các chị mua quần bò nhé, mà mặc với cái áo bánh bèo này thì cực kỳ đẹp luôn. Hết gì rồi? Nhà đi nó sâu đi rồi nó. Không thể nó mặc nữa. Nhiều lắm, và cả đơn lẻ. Lúc đầu như đơn lẻ. Có đen và trắng nhá, rất là đẹp luôn. Đây em đang mặc cái chân váy xòe là không hợp. Ok, thấm thía màu đen, ok tình yêu. Cực kỳ đẹp luôn nhá tình yêu. Mặc sang chảnh cực kỳ. Khẳng định với em là mặc cái này với cả quần bò nhà chị. Xong đi một đôi giày cao gót lên, ủa ôi chất luôn đấy. Hiện tại nhà chị thì đang hết quần bò nhá. Đang hết. Em ơi sang tuần nhận hàng nhá tình yêu, tầm giữa tuần. Bởi vì bây giờ gần Tết rồi, bưu điện người ta làm chậm lắm luôn ấy. Bây giờ em sẽ thử đen trơn nhá, đen trơn rồi em sẽ qua mẫu nhá. Đồng giá 150 cho chị nhá. Vân Anh ơi để một cái size M, nhưng mà size M áo chị đang mặc. Ok, size M áo đang mặc. Vân Anh cho số nhá. Có đen và trắng, màu trắng cực kỳ đẹp luôn các chị nhá. Màu trắng các chị mặc với quần đen, áo màu đen các chị mặc với quần trắng hoặc là mặc với quần bò màu xanh, nói chung kết hợp cái lạng đẹp đó mà hiệu rồi thì mặc cái gì thì phê các chị nhá. Em cứ cho em chưa buộc hết rồi, không còn là bánh bèo. Đồng giá 150 nhá, có size S nhưng mặc bé nhá, size S dành cho người dưới 50 cân. Ok Vân Anh, có hai màu đen và trắng nhá tình yêu. Ok thấm thía. 60 cân thì chắc phải chọn ra một cái bự rồi. Ok, Huê Farm lấy màu đen hay màu trắng ạ? À? Áo đang mặc Huê Farm lấy màu đen hay màu trắng ạ? À? Chắc là chị chọn màu đen đúng không? Cho Huê Farm màu đen cho cuối thoại nào. Ok, Huê Farm cho cuối thoại nhé chị yêu. Rồi bây giờ em cứ thử đen trơn nhá. Đen trơn nhá. Áo thì em cứ đồng giá trong dưới. Em lên đen trơn. Ok thấm thía. Gửi phát nhanh là phí cước là hơi cao đấy nhá. Đen trơn nhá, nhà em đồng giá 150. Chất không bay không nhau không xù không nhăn các chị nhá. Mặc vào cứ như không mặc các chị ạ. Kèm cái lơ. Ok.
Trang hết rồi. Hết quần bò rồi, còn ít quần bò lắm. Chưa về được tiếp. Hết rồi. Đen trơn cái chị nhá, có trắng trơn và đen trơn nhá, có size S và size M. Y hệt như này, có màu trắng nhá, vẫn tặng kèm cái nơ nhá, có trắng và đen nhá, 550.000 giảm cho các chị còn 550. Có trắng và đen, áo hàng hiệu của Zaza các chị nhá. Này hoa rất là đẹp này, chỗ này là thêu nhá, cái này bằng lụa nhá, rất là đẹp luôn, lụa nhưng mà lụa kiểu cứng ấy. Còn nhá Lê Ngân ơi, còn trắng và đen nhá. Ừ, tặng kèm nơ luôn. Đúng rồi. Đây mà chốt kìa. Hiên chan trắng trơn. Trắng trơn để đây kìa. Không vừa đâu, chị chốt tao nhà Hàn. Có trắng và đen nhá, tặng kèm cái lơ. Bông bi đen trơn. Tặng kèm một lơ. Bông bi sai màu, ok. Hiên chan ok. Tít âm ấp có số điện thoại không? Sai em cho Thảo Phạm nhá. 55 cân đổ lại là mặc được, sai mờ. Anh Trung cho số điện thoại nhá. Tặng kèm nơ. Mua áo hàng hiệu đã đẹp rồi lại còn tặng kèm lơ. Kitty Quỳnh nhá. Mặc size M được nhá. Dưới 55 cân là mặc cái dáng này size M được. Dưới 50 cân là mặc S. Màu trắng y hệt thế này nhưng mà là tặng kèm lơ y hệt luôn, vẫn là trắng trơn. Chị mặc size M nhá. Em thấp như vậy em mặc size M. Ok, An Nguyên Nguyên một trắng một đen. Ok, đây chị một cái đen nữa. Ok, Nguyễn Phương. Size M dưới 55. Ok, Nguyễn Phương size M. Không có size L. À ok. Anh Trung dồn. Bay chan đen mờ dồn, ok. Tặng kèm một cái lơ nhá. Đưa chị cái trắng nào. Quỳnh Minh Mon đúng không? Quỳnh Minh Moon. Ok, Quỳnh Minh Moon. Set 0162793 9621. Ok Quỳnh nhá. Vo Hường cho số nhá, co giãn nhá. Một đen say mờ, cứ cho chị một cái một đen thôi. Ok Vo Hường cho số. Trong khoảng bao lâu? Cho một trắng hoa hồng. Vo Hường ok. Vo Hường cho số nhá. Đây là hoa hồng. Hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ đấy. Đấy giống cái kỳ đấy. Có phải chẳng chơi đi được không? Ok Minh Bao một trắng trơn cộng một bánh bèo phai mờ. Ok cho bao gồm chơi đi. Minh Bao phai mờ nhá. 09
7572492. Cho em nhét cái lên vào luôn. Ủa chị, cái trắng, trắng, trắng bánh mèo đấy. Chị sẽ chọn size vừa cho em nhé, Vo Hường yên tâm luôn, chị Dung yên tâm. Chị bán hàng cho em không phải ghi. Cho chị lại số luôn. Rồi có đen có trắng nhá, chị lấy có mình đen và trắng. Tặng kèm các chị một cái lơ này nhá. Hàng hiệu của Zaza nhá, 550.000 giảm cho các chị còn 150 luôn. Duy nhất. Này em vẫn khó này. Cái này. Này. À đây. Chị ơi, chốt rồi nhá. Tất cả các chị có đơn ngày hôm nay, ngày mai bên em gọi điện chốt đơn nhá. Gọi điện chốt đơn từ sáng mai nhá. Từ sáng mai cho đến hết ngày mai, gọi quá 3 cuộc chị nào không nghe máy hủy đơn, chửi sấp mặt luôn. Nếu chị nào mà đi đâu mà có bất mà gọi điện mà các chị mà bận quá không nghe máy được thì các chị phải cho số điện thoại. À phải gọi lại. Ít nhất là phải gọi lại nhá. Rồi em qua cái mẫu này nhá, xong rồi là à đây em còn cái mã này này, 550 này, em theo lốt này. Còn một chiếc này. Áo này là áo kiểu bánh mèo nhá. Kẻ Burberry nhá, của Zaza nhá. 550 này em còn chiếc, em sale lốt 150 nhá. À rồi, Vo Hường đúng rồi, hoa trắng rồi. Có hai hoa hồng ngay ngực đó chị, ok, cho số. Đây nhá, em còn cái áo bánh mèo này nhá, rất là đẹp luôn. Áo này là kẻ nhá, tầm khoảng dưới 57 cân là mặc được. Từ 50 đến 57 cân là mặc được cái mẫu này. Đây, hàng hiệu của Zaza nhá. Từ 57 cân đổ lại là mặc được. Ở bên này nó hở vai nhá. Bên này nó hở vai nhá. Ok, Vo Hường, ok. Ê, anh chào chị Huay Ly. Đây, hở vai nhá. Đây, chỗ này nó có buộc lơ nhá. Buộc lơ ở tay nhá, rất là đẹp luôn đây này. Hở vai buộc lơ. Buộc lơ rất là đẹp, rất là xinh luôn. Đấy, chị nào mà mua cái áo này cực kỳ chất luôn. Vải không bao giờ nhăn luôn. Còn đúng một chiếc kẻ Burberry của Zaza nhá các chị nhá. Dưới 57 cân là các chị có thể mặc được rồi. Từ 50 đến 57 cân là mặc được. Zaza nhá các chị nhá, một chiếc duy nhất. Em bóp một chiếc yên như này, em mặc rồi, ui ôi, chất luôn. Ok, shop tao Nhật Hàn nhá, cho một đen trơn. Ok, An Nguyên cho An Nguyên cái này. Có một cái thôi tình yêu. An Nguyên lấy trước rồi. Đẹp lắm luôn, có một cái thôi. Ở đây em còn 3 bộ nha, em sale lốt xong rồi em lên mã khác nhá. Bộ này 100k nhá, 200k giờ giảm còn 100. Chỉ là còn đơn rồi mới bán. Bởi vì em còn có 3 bộ, em không muốn bán tách bộ ra đâu. Dưới 55 cân mặc được, từ 45 cân đến 55 cân mặc được. Chào lấy con mình đen rồi. Ok, chỉ có ai ly. Đây nhá, đen 100k nhá, bộ nhá. Bộ 100k nhá, chiều này có mình bộ 100k. Màu đen nhá, phi la nhá, dưới 55 cân, từ 45 đến 55 cân mặc được. Chiều này có mình bộ. Bộ nhá, có đơn rồi mới bán, 100k. 200k giảm vào 100. An An Nguyên. Giống thế nhá, có màu đỏ đô nhá. Giống thế có màu đỏ đô nhá. Giống thế có màu đỏ đô nhá. Đây. Giống thế có màu đỏ đô nhá. Chèo lấy có mình đỏ đô. Ok, chị Nguyễn Phương nhá. Chèo lấy có mình đỏ đô cho em. Đỏ đô. Một theo nhá, màu hồng. Theo màu hồng, ok cho An Nguyên. Chị sốt tăng Nhật Hàn ơi, chị có lấy cái bộ này không? Bộ này theo màu hồng này. Chị lấy có mình theo màu hồng cho em. Còn một bộ duy nhất bán nốt 100k. Theo nhá, cái này là theo nhá. Có mình hồng cho em. Toàn 220, 200 bán 100.000 lốt. Vừa bán vừa gần như là tặng các chị luôn ấy.
Không nhá, chiều mai mình xuống lấy nhá em đi nhá. Ok, Vân nhanh cho theo. Rồi, mai lấy thì nhiêu ơi. À bây giờ em còn em bị bom con bò giữ nhiệt này. Của con này tên là con Nguyên Ngọc các chị nhá, ở Thanh Hóa nhá. Em còn combo giữ nhiệt nhá, còn hai combo nữa. Hai combo nữ nhá. 150k một combo. 150k một combo nhá các chị nhá. 150k một combo nhá, combo 4 chiếc 4 màu. Chị nào lấy con mình combo em sẽ chia đôi hai cái combo này ra cho các chị. 90k một chiếc, nhưng mà bây giờ sale 150k 4 chiếc. Nhà chị hết vé rồi tình yêu ơi. Không còn cái vé nào đâu. Hết sạch vé rồi. Chỗ này có hai combo nhá các chị nhá. Chị nào lấy con mình combo 4 chiếc 150k. 4 chiếc 4 màu. Con này con Nguyên Ngọc ở Thanh Hóa các chị nhá. Nó bom em. Nó bom em nhá các chị nhá. Con này có số điện thoại là 0984551968. Huyền Nguyễn ok, một combo tự nhiên. Có hai combo cho Huyền Nguyễn có đơn rồi dồn. Đây nhá, có combo nam luôn nhá, các chị mua cho chồng nhá. Mua cho chồng được nhá. Combo là 4 chiếc. Ok, nhà Nguyễn cho một combo áo giữ nhiệt nam nhá, 120k một chiếc các chị nhá. Hàng nhà em là hàng xuất dư của Uniqlo của Nhật, không bì được với hàng chợ các chị nhá. Đây, hàng Uniqlo xuất dư của Nhật các chị nhá. Không phải hàng chợ đâu nhá các chị nhá. Áo này bình thường trong shop người ta bán là 120k một chiếc combo nam. Nam thì chỉ có 3 chiếc thôi, bởi vì là áo của nam rộng hơn, cắt tốn vải hơn. Cao phi trang cho một combo nam. Combo nam có 3 chiếc thôi nhá. Cao phi trang dồn đơn. Còn trắng ok nhá, Kitty Quỳnh nhá. Trắng trơn size M kèm mà kèm nơ ok. Đây nhá, còn một cái combo nam nữa nhá và một combo nữ nữa, chị à lấy chốt nốt combo. À nữ hết rồi, còn nam thôi. Còn một nam nữa. Cao quy trang có đơn rồi, cho một combo lam ok tình yêu rồi này. Còn một combo lam nhá. Ừ ok, cho thấm thía lốp. Rồi hết nhá, bây giờ lên mã khác nhá. Rồi. Rồi còn mấy cái áo bò bán lốt nhá, không phải lên mã khác nhá, không phải lên áo nhũ nhá. Còn mấy cái áo bò bán lốt nhá, xong rồi lên áo nhũ. Em còn mấy cái áo bò em bán lốt, xong em lên áo nhũ các chị nhá. Tất cả các chị có đơn ngày hôm nay, ngày mai thì gọi điện chốt đơn nhá. Rồi chia sẻ like đi, bao giờ gây lên 100 người xem tầm này em sẽ tặng quà cho các chị. Hôm nay rất là nhiều quà nhưng mà các chị không đạt đến cái mức đấy nên là em chưa tặng được. Em muốn tặng cho các chị một cái sơ mi hàng hiệu. Em rất là thích tặng cho các chị. Bây giờ em lên áo bò nhá. Chia sẻ like cho em nhá. Bây giờ em lên áo bò nhá. 650, 700, giảm 200. Chị nào mua áo bò nhé em rồi comment cho em xin cảm nhận nhá. Combo áo giữ nhiệt chị ơi. Tí nữa em lên áo nhũ nhá, áo nhũ 190k tí nữa xả còn 100k luôn. Bây giờ em lên áo bò các chị nhá. Áo bò này xả còn 200k để em ghi bài viết. Áo bò nhá, 650 nhá, giảm còn 650 em giảm cho các chị còn 200.
Em còn có 6-7 chiếc thôi. Em ghim bài đấy nhá các chị nhá. Áo chị mặc xinh quá rồi, ok, cảm ơn em. Áo này mùa hè mặc mát, sexy. Chỉ dám mặc ở lên mai thôi các chị ạ, à. Mặc ra ngoài chồng em nói đấy, không cho mặc đâu. Bảo là ba con rồi còn mặc vớ va vớ vẩn, mặc nhố nhăng. Nên là em không dám mặc cái này áo này ra đường đâu. Mai kia phải thật nóng. Ờ ok, nhà Nguyễn cho hai áo bò. Thật nóng em mới dám mặc áo này, vì ba con rồi em không dám mặc các cái áo này ra đường, ngại lắm. Chị hơn 50 cân một tí nhá, nhưng mà chị ba con rồi, người của chị xấu lắm. Thế là em lên áo bò nhá. Áo bò. Đây ok, 650k, 700k sale. Còn lên áo bò xem lên mã tiếp. Ui dồi, nhiều áo đẹp lắm, các chị cứ chờ em đi. Còn 200k nhá. Có size L nhá chị yêu. Đây áo bò nhá. Ừ chị ba con rồi. Con chị lớn lắm. Con chị 8 tuổi. Với một thằng cu 7 tuổi, với một thằng cu 10, 11 tháng. Chị ba đứa. Đây nhá, áo bò đây nhá. Không, đây là áo bò đính đá các chị nhá. Đây nhá, áo bò đính đá nhá. Cái này là dưới 55 cân mặc được. Đồng giá 200k luôn. Vừa thơ vừa đính đá nhá. Chị là lấy có mình 55 cân. Chị là lấy có mình 55 cân cho em. 55 cân nhá. Mặc như em đang mặc cái này được các chị nhá. An An Nguyên hai bò, áo bò ok. Hai áo khác nhau nhá. Hôm nay máu thế, chị yêu rồi. Hai áo bò khác nhau nhá, nhà chọn cho nhà Nguyễn đẹp rồi, yên tâm. Đây. Hết áo bò khói rồi, nhà chị không còn cái khói nào đâu. Còn toàn xanh thôi. Còn sơ mi nhá. Đây, hoa vàng cho em. Hoa vàng dưới 55 cân mặc được. Đây có bông hoa nhá. Dưới 55 cân mặc được, từ 40 đến 55 cân mặc được. Ok, cho cô Ali. Thì cô Ali mặc cái áo mới đẹp nhá. Rồi, cái này cực kỳ đẹp luôn này. Đẹp quá. Đây. Cái này nhá, rất là đẹp luôn. Cái này có mình chữ cho em. Chữ cho em nhá, dưới cũng tầm khoảng tầm 53 cân đổ lại. 53, 54 cân đổ lại, nói chung là từ 50 cân là mặc được rồi. 48 cân là mặc được. Rồi, chờ lấy comment chữ, mẫu này rất là ăn chơi. Chữ nhá. Chờ lấy comment chữ cho em. Rất là đẹp luôn, cái này rất là đẹp luôn các chị nhá. Em bớt một chiếc kia như thế này em mặc rồi. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Em cao 1m6 nhá, nặng 51, 52 cân gì đó. Chữ nhá các chị nhá, mẫu chữ này rất là đẹp luôn.
lần rồi. Chị mà có một cái thì chị giữ đơn nhá, mai sau chọn tiếp nhá. Ngày kia em mai chị lại chọn tiếp. Chị like sơ mi rồi nha Loan. Đi đâu rồi? Giờ ai chỉ ra mi. Cái này các bạn không bột cho em. Cái này có chữ Di Bần Chi nhá, rất là đẹp luôn. Không bột cho em nhá. Cái này 690.000 nhá. Giảm còn 200 chiều này các bạn không bột cho em. Không mình không một nhá. Chiều này con mình không một. Chị chưa? Ôi mai nhá tình yêu ơi, 200 nghìn áo bò nhá Diệu Thúy. Bay trang rồi, ok. Chị chưa nghỉ, hôm nay nay sập sàn luôn. Không có. Huyên anh ơi, em mặc cái áo chị đang mặc này vừa nhá. Ok, à ừ ok, nếu đấy thì chị đủ đơn nhá. Đủ 2 chiếc là đi đơn, nếu chị nào thích 1 chiếc vẫn đi đơn thì vẫn cứ đi bình thường. Chờ lấy comment 03 cho em. 03 nữa chị nhá. Mẫu này rất là ăn chơi luôn, chỉ là không lấy tiếp hùi hụi luôn nhá. Có một chiếc duy nhất thôi, mẫu này 710.000, em giảm 200. Chờ lấy comment 03 nhá. 03. Cực kỳ đẹp luôn. Mẫu này mặc trẻ cực luôn, trẻ ra mấy tuổi luôn các chị nhá. Chỉ là không lấy tiếp luôn nhá. Chờ lấy comment 03 cho em nhá. 710.000 em giảm cho các chị còn 200. Nói chung là còn 1-2 cái em bán nốt cho các chị. Bởi vì bây giờ áo bò bây giờ. Cảm ơn Nguyễn Trúc. Vừa. Nguyễn ơi mặc vừa nha, em lấy chốt luôn. Nguyễn Anh với cả Trang Anh cả mua nhà chị mấy triệu rồi còn gì ấy. Em lấy cái đấy chốt luôn nhá. Đây nhá, cái này rất là đẹp luôn này. Cái này theo nhá. Theo nhá, dưới 56-57 cân mặc được. 57 cân mặc được mẫu này nhá, chị lấy chốt theo. Theo nhá, 57 cân. Cái này rất là đẹp luôn này, cổ của nó này, kiểu rách rách này này. Bụi bụi ấy, chỗ này theo này. Đấy. Mẫu này của em là 680. Em giảm cho các chị còn 200. Một chiếc duy nhất nha, mẫu này hôm trước em like tranh nhau với chị ạ. Đấy. Chị nào lấy chốt theo cho em. Dưới 57 cân mặc được. Chị nào lấy chốt theo. Cái mẫu này rất là đẹp luôn. Ăn chơi cực kỳ luôn. Ok, nhà Nguyễn theo. Thế là nhà Nguyễn, chị cho nhà Nguyễn 3 cái nhá. Ui còn một cái này đẹp này. Cái này theo đẹp hơn cả cái ý nhá. Mẫu này của em là 720. Mẫu này 720 nhá. Cái này theo XL đằng sau nhá. Đây. Cái này cực kỳ đẹp luôn. Cái này theo XL đằng sau nhá. Chào Trang Cao Thị. Bây giờ phải like cho các chị em mua thôi. Bởi vì gần Tết rồi. Dưới 57 cân mặc được cái thêu này nhá. Chị chọn cái nhà hai cái đẹp rồi yên tâm. Và cái dưới em vừa chốt là 3. Đây thêu XL nhá. Chị là quất nốt có một chiếc thôi. Cái này 720. Em giảm nốt còn 200. Áo bò em vừa nhận chất đẹp quá chị Dung ạ. Ok, cảm ơn Nguyên Anh. Đấy các chị ơi, không mua áo bò thì em cực kỳ tiếc luôn. Em chào chị Linh nhá. Nhà em không bán đồ lam. Hết sạch quần bò rồi Trang ơi. Đây nhá, theo nhá. Không, chị đọc cái người kia rồi mà. Cho nhà ấy mà. Rồi, hôm nay là Nguyên Anh nhưng mà chị không thấy. Là cái nào ấy? À không, ba
ok, thanh niên, ok, có cái chữ đằng sau, ok. Chào tình phai. Không, không mặc được chị Linh ạ. À. Áo bò này không, chị không mặc được đâu. Đây nhá, cao quy trang cái gì này, lấy cái này đúng không? Lấy thì comment là XL cho em. Cái này cũng là theo nhưng mà cái này theo XL. Ừ, hết rồi, hết quần bò rồi. Mọi người mua trên này hết rồi, chị hết rồi. Bây giờ em lên mã khác nhá. À đây này, còn mấy cái quần bò đây này. Bữa nay em nhận được quần rồi, ok, nắm đấy các chị ơi, không mua quần bò nhé, em cực kỳ tiếc luôn. Ok, An An Nguyên. Đây này, bây giờ chị còn hai mẫu này nhá. Bây giờ này, thất nhiên ơi, bây giờ chị còn hai cái mẫu này. Ngày kia nhá, ngày kia. Bây giờ chị còn hai mẫu chữ này, em lấy chốt chữ nào thì là chị đọc lại cho em này. Sợ bị nhầm này, nhầm thật đấy. Cái mẫu chữ của thanh niên. Đây nhá, bây giờ chị đọc lại cho em chốt nhá. Bây giờ chị đọc lại, chị nào lấy comment cái này là 01. 01 nhá, chị nào lấy cái này comment là 01 cho em. 200k nhá, áo bò nhá. Chị nào lấy comment 01, nói chung các chị cứ mua hàng nhà em đi. Không bao giờ phải nghĩ luôn ấy. Em còn không có hàng mà bán ấy. Chưa có một chị nào mua hàng nhà em mà chê. Tất cả các sản phẩm em bán không có một người nào chê các chị nhá. Hoàng Lan Anh cho 01. Đây nhá, bây giờ còn cái chữ này nữa là 02. Hoàng Lan Anh cho số nhá. Đây. Cái này là 02, bây giờ chỉ còn hai cái này thôi. Bây giờ còn một cái này nữa là cuối cùng. Chị lấy chút 02 cho em. Cái nào? Đây, thanh niên 02. Ok, thanh niên, cái này là 02. Rồi, em lên áo bò nha. Bây giờ em lên nốt mấy cái quần bò xong em lên áo nhũ nhá. Xích tỉnh 3 này 40k nhá. Hoàng Lan Anh có cho số không? Nếu không cho số thì chốt cho người khác là tình yêu. Đây, còn mấy cái quần bò này này, toàn 600-700 nghìn này, sale lốt này, còn có 3-4 cái này. Hết không ai rồi Nguyên Anh. Còn 01, bạn Hoàng Lan Anh cho số nhanh. Ok, thanh niên, tất nhiên là phải dồn rồi. Các chị mua ở trên này em dồn đơn cho các chị. Đây nhá, quần này nhiều người chết ngứt không có này mà lại. À ok, chị Hoàng Lan Anh, ok, chị yêu dồn. Đây nhá, size 28 nhá, có mình gân đen. Hết rồi, Thanh Phan. Hết rồi, Phương Nương. Có mình gân đen cho em nhá, size 28 nhá. 650 nhá, em xem cho các chị còn 150 luôn. Quần bò nhá. Quần bò còn 150 nhá, size 28 gân đen, một chiếc duy nhất. Có mình gân đen cho em. Chưa có một chị nào mà ok, Phương Lương 28 dồn. Chưa có một chị nào mà mua quần áo nhà em mà chê đâu. Nên là các chị ơi, có nhiều chị còn không tìm được nhà em mà mua hàng luôn ấy. Đây nhá, còn một cái nữa luôn nhá. Cứ có mình gân đen cho em là được. Ừ, chị mét 6. Ừ. À, còn mấy cái cho em nốt. Ừ, toàn cái đẹp thôi tình yêu. Đây này, Chanel cũng đẹp này. Nhài này. Cho nhài lốt nhá. Ui, cái này size 9 đẹp quá. Tiếc thật. Ok, còn 3 cái cho em nốt, 3-4 cái. Rồi bây giờ lên áo nhũ nhá. Em hết sạch quần bò rồi các chị. Em không, em hết sạch quần bò rồi. Ở chỗ này là... Bây giờ lên áo nhũ nhá. Áo lên đèn hẻo luôn. Ô, bây giờ có điểm. Áo gì đấy? Áo nhũ nhà em là 180 nghìn. À, có một loại một lần là 190 nữa.
Thì bây giờ em xe cho các chị còn 100 nhá. Bây giờ áo nhũ em chỉ còn 40 cái thôi, toàn hàng đẹp thôi. Áo nhũ là có một loại 180, một loại 190, nhưng em vẫn xe cho các chị đồng giá 100. Bây giờ em còn 40 cái, em like lốt cho các chị. Áo nhũ hàng hiệu, nói chung nhà em toàn bán hàng hiệu thôi, toàn hàng hiệu sale thôi. Áo nhũ hàng hiệu này 190k sale, còn 100k. Chị nào mà mua áo nhũ nhà em rồi có sơ mi nhá, có à, còn chân váy bò tí nữa này. Ok Huyền Anh, còn chân váy bò tí nữa chị like. Các chị phải chia sẻ like đi thì em mới bán, không chia sẻ like không bán đâu. Tí nữa có chân váy bò sale luôn cho các chị, chân váy bò nhá, 250 tí nữa sale 100 mốt, chân váy bò 250 tí sale 100 mốt cho các chị. Có chị nào hóng không? Hóng thì phải chia sẻ like đi, 100 người xem em sẽ like chân váy bò. Nếu không đạt 100 người xem không like. Áo nhũ toàn 180, 190 các chị nhá, sale cho các chị 100. Đảm bảo các chị là không bao giờ ra ngoài mua được cái áo này với giá 100.000. Khẳng định với các chị luôn. Rồi em nhá, thay mẫu đã. Rồi em thay mẫu ra các chị. Cứ từ từ bình tĩnh, áo nhũ nhà em không phải nghĩ luôn. Hàng hai lớp các chị nhá. Đây nhá, em lên luôn đây. Các chị tranh thủ mua đi, mặc Tết sướng lắm. Áo nhũ nhà em mặc 10 năm không bao giờ rách các chị nhá. Mặc nó cứ mãi mãi là đẹp thế này thôi, càng mặc nó càng đẹp, mặc vào sang chảnh luôn nha các chị nhá, hàng hiệu nên là nhìn khác hẳn hàng chợ. Đây nhá, mặc cực kỳ đẹp luôn, đây rất là đẹp luôn. Đây em đang mặc cái chân váy cho chị nhá, có màu cam, màu đỏ đô và màu đen, cam, đỏ đô và đen. Áo nhũ là áo co giãn nha các chị nhá. Nó gần dạng như là áo len ấy, nhưng mà nó là co giãn, kiểu nó có kim tuyến ấy, nhưng mà mặc không dặn đâu, bởi vì là nó có hai nốt. Mặc vào rất là sang chảnh luôn, kết hợp với cả áo gì được nhá. Mặc như này các chị đi một đôi giày cao gót lên cho em. Đây, có cam, đen và đỏ đô nhá. Chị ở lời comment cam, đen, đỏ đô. Em đang mặc là màu cam. Cam, đen, đỏ đô nhá các chị nhá. Đây rất là đẹp luôn, chỉ là không lấy cực kỳ tiếc luôn. 100k thôi, mặc 10 năm không bao giờ rách các chị nhá, bởi vì là có độ co giãn rất là tốt. Free size nhưng mà từ 38 cân cho đến 60 cân mặc được. Chân váy đang mặc không bán nhá. Đây rất là đẹp luôn. Này các chị này, nhìn sang chảnh cực kỳ luôn. Ok Kiều Anh nhá, em cam. Đây này các chị ơi. Úi dồi ôi, em đã bảo rồi, hàng hiệu. Các chị không mua cực kỳ tiếc luôn. Mặc lên sang chảnh cực kỳ luôn. Ok ga sinh viên áo cam 100k thôi. Từ 190 giảm còn 100. Có cam, em đang mặc là màu cam. Đỏ đô. Đây này có nhũ này. Dưới 66, dưới 62 cân này mặc vừa. Từ 38 đến 62 cân mặc vừa. Hương Lê này có đơn ở đây nhưng gọi điện rất nhiều lần không nghe máy nhá Hương Lê nhá. Hôm nay đợt trước có một áo đen nhưng mà gọi rất nhiều lần không nghe máy.
Đây ok, hương chan cho đỏ ở đây đen rất là đẹp luôn. Ok, Nga đỗ đỏ dồn. Đen đỏ đô cam, phương lương cam. Các chị tranh thủ mua nha, mặc cái áo này. Nếu các chị nào mà không mặc được đến 5 năm ấy thì em tặng các chị luôn. Bởi vì ít nhất phải từ 5 năm trở lên. Nói chung là mặc cái này ít nhất là phải từ 5 năm, 10 năm. Nói chung là nó không rách, mặc nó vẫn đẹp. Ừ, ok. Thanh Phan phải cho số nhá. Hiên Chan đỏ dồn. Nhưng mà chị đọc tên gì thế? Nga đỗ ghi chưa? Ok, An An Nguyên đen. Đây các chị ơi, đen đây nhá. Đen Hương Chan đen cam, đen 2, cam 1, đỏ 1. Ok, nhà anh Nguyễn, đen 2. Em ghi nhặt đi, đen 2, cam 1, đỏ 1. Ok, nhà anh Nguyễn. Cho vào túi. Ok, 3 màu cho bay, bay chan. Thấm tía đen với đỏ đô, ok. Đen đỏ đô và cam. Chị biết thần tía, em biết đây không? Mặc 10 năm không rách các chị nhá. Em đảm bảo với các chị luôn. Ôi dồi ôi, mặc sướng lắm luôn ấy, mặc sang chảnh lắm luôn ấy. Biết thần tía. Ừ. Bay Chan em biết đi. Thanh Phan em biết chưa? Diêu Nguyên em biết chưa? Chị biết đúng không? Ok, Diêu Nguyên. Không một sáu bảy năm không không năm ba tám mươi. Diêu Nguyên mua hàng, nhận được hàng chưa? Duyên Phạm phải cho số điện thoại. Phương Lương một đen nữa, dồn thêm đen đi, là Phương Lương thêm đen. Đơn của em chị bị chị hủy rồi. Trang Lan Định một cam một đen để cho số điện thoại. Trang Lan Định để cho số điện thoại. Ok, Trang Lam Định. Còn rất là nhiều cửa ấy. Hương sen cam dồn kìa. Đồng giá 100k nhá. 0985748046. Ok, Trang Lam Định. Nhà em toàn áo đẹp thôi, các chị không mua tiếc luôn. Phương Thu một nhũ cam, ok. Ok nhá. Đó là còn đỏ đô và đen. Hết cam. Cho Phương Thu là người cuối cùng cam. Áo hai lớp các chị nhá, mặc không bao giờ rách luôn. Các chị mà nhận cái áo này thì sướng tỉnh cả người luôn. Xem em Dung nói có đúng hay sai nhá. Nói chung là áo hàng xịn thì màu lạo đẹp các chị ạ. Bây giờ còn đen và đỏ đô. Đây nhá, đỏ đô đây. Đây đỏ đô mặc luôn. Duyên Phạm không chốt được nhá. Duyên Phạm lấy màu gì? Có Duyên Phạm. Ờ, Duyên Phạm có đen. Binh bao một đen rồi đơn, ok. À ok. Duyên Phạm có chốt đơn được. Đây nhá, đỏ đô. Trời ơi, màu lạc đẹp em đã bảo rồi. Áo hàng hiệu 190 rồi giảm còn nguyên dung cho số điện thoại. 190 giảm còn 100 thì các chị mua chơi cũng mua được. Thuy Ngọc một đỏ đô, ok. Hương Chan chốt rồi sao ấy? À đây chốt cam đúng không? Ok, Hương Chan mặc được, 60 cân mặc được. Mai Khôi một đen một đỏ đô, ok. Ok, tình yêu. Mai Nguyên đây mặc quá đẹp luôn nhá. Đen một đỏ đô, ai đây? Ai rồi đấy? Ok, Mai Khôi.
áo dưới nhật thì chật là đúng rồi, bởi vì áo dưới nhật được lại cắt nhỏ hơn. Gọi chốt rồi là đi rồi nhé thương. Hết đen rồi, bây giờ còn đỏ đâu? Minh ra cho đỏ đâu, ok. Ok, Minh ra cho đỏ đô. Còn sót một cái đỏ đô nhá, trả lời chốt lốt đỏ đô. Mặc cực kỳ đẹp luôn, cái chị nhá, không mua cực kỳ tiếc luôn. Rồi em qua mẫu nhá. Còn một cái đỏ đô trả lời chốt lốt. Còn cái màu đen của bé đúng không? Màu đen của anh đúng không? Màu xanh luôn. Minh ra rồi, ok. Ok, ngọc le một đỏ đô. Đây cho em lên, mẫu này còn đẹp hơn cả mẫu ý nhá. Mẫu này cực kỳ đẹp luôn. Ôi dồi ôi, đẹp quá các chị ạ. Hay là em bớt cái mặc đi, không bán nữa. Mua hàng không đổi trả nhá các chị nhá. Người tranh không được, người đổi trả là em ghét nhất kiểu như thế. Ui mẫu này đẹp quá. Mẫu này em chỉ có 10 chiếc thôi. 10 chiếc một màu đen. Không có màu thứ hai vì mẫu này rất là sang chảnh. Đây các chị ơi, em bảo là đẹp rồi. Chị ơi, lấy chốt sao đen cho em. Đây nhá. Sao đen. Trời ơi, mẫu này đẹp lắm luôn ý. Hết màu đen của cái mã trước rồi. Sao đen các chị nhá, có 10 chiếc duy nhất. Chị là không lấy cực kỳ tiếc luôn nhá. Mã này ở trong shop đã ít nhất người ta phải bán. Mã này còn 220 ấy, không phải là đến 200. Ok, Bay Chan 65, 63 cân không vừa đâu. An An Nguyên, ok. Mẫu này có 10 chiếc duy nhất cho chị, là chốt chậm là không có đâu. Ngọc Lê dồn, ok. Phương Lương, ok. Đấy, mã này chỉ có 10 cái thôi, không chốt nhanh là hết. Cho chị đây. Em ghi Phương Lương chưa? Ok, Thuy Ngọc. Nhài Nguyễn 3 cái. Nhài Nguyễn 3 cái đi. Rồi ok, cho Sóc Khang Nhật Hàn nốt. Hết nhá. Cho bạn này một cái này, cho chị này một cái này, cho chị Hương Trang một cái đi. Hương Trang một cái đi. Cho Nhài Nguyễn 2 cái, cho chị Hương Trang một cái, cho chị đủ 2 cái. Để chị đi hàng. Rồi, nhanh với chỉ được 2 cái thôi tình yêu. Rồi lên mã khác chưa. À đây này, em còn một cái này duy nhất này, shop này. Cái này này. Đây, các chị chắc chắn là chen nhau rồi. Nhưng mà chỉ có một cái thôi, để em lên cái mã này. Mặc thử cho các chị ngắm. Vì là quá đẹp. Có một cái thôi các chị nhá. Mã này hôm trước chen nhau này. Không có màu mua. Nói chung là áo nhà em thì cái gì cũng đẹp các chị ạ. Em khẳng định với các chị một điều là chưa có một chị nào mua hàng em mà chê hàng xấu. Đây em nhá. Comment kẻ đen cho em. Ôi mẫu này đẹp lắm luôn. Đây nhá, kẻ đen. Ừ tại vì hàng nhà chị bán nhiều rồi, mọi người mua nhiều rồi mọi người biết ấy. Hàng quá đẹp luôn. Đây nhá, kẻ đen. Ui cái này mặc, ôi quá đẹp luôn.
Trang Lam định cho luôn một cái thôi, không có cái thứ hai. À hôm trước bon chen cũng được pha đen. Ừ. Ok cho Trang Lam định. Ôi hết rồi, cho Trang Lam định thôi. Có một cái thì em đã nói trước là chỉ có một cái thôi, không có cái thứ hai mà. Các thì đừng có comment nữa. Không có mà đổi nhá. Không, nhà chị không có bán quần nhá, thì hàng nguyên. Hết, nhà chị chưa bán quần sọc nhá. Giao Tết chị mới bán. Rồi lên mã khác nhá. Em lên mã khác nhá. Mã sơ mi này em còn mấy cái này. Chị ở lấy comment nhá. Có một cái thì chấp nhận. Cảm ơn thì Hằng Nguyễn nhá. Hàng ngôi ra riêng chị mới bán, ra Tết chị mới bán quần sọc. Áo này rất là đẹp luôn nhá, 150 luôn. Chị ở lấy comment đen theo. Đem theo nhá. Ok tắm gì á. Đây chị Hằng Nguyễn đã mua hàng nhà em rồi, nên là các chị yên tâm, bạn đấy mua nhà em rồi nhá. Thì Hằng Nguyễn nhá, comment cho xin cảm nhận xem hàng nhà chị Dung có đẹp hay không nhá. Áo này rất là đẹp luôn, theo hoa luôn các chị nhá. SM nhá, đồng giá 150 luôn. Trả lời comment theo đen. Có theo đen nhá. Dung Ngọc Nguyễn. Có rồi, em để hết cho chị Ngọc Lê rồi. Ok, Dung Ngọc Nguyễn nhá. Theo đen. Các chị không mua hàng nhà em Dung thì các chị tiếc luôn. Em còn sót mấy cái này em bán lốt. Rồi bây giờ nghỉ like các chị nhá. Like thế thôi. Bây giờ em sẽ phải làm đơn cho các chị. Và ngày mai không có trắng nhá, trắng của mã khác. Trắng của mã khác cho chị Đỗ Xuyến. Nguyễn Minh ơi trượt rồi, tình yêu. Like sau tình yêu mua sau nhá. Ngày kia thì mua, ngày kia thì mua. Tất cả các chị mà có đơn mà một đơn là một sản phẩm là nếu mà thích đi luôn thì em đi luôn. Còn nếu mà các chị mà thích giữ đơn thì có một sản phẩm thì em giữ đơn. Còn nếu mà có hai sản phẩm rồi là các chị đi đơn nhá, không có giữ đâu. Ok Yên Trang. Đồng giá 150 nha chị Vân Nguyễn. Theo hoa này rất là đẹp luôn. Chất này nhà em thì các chị ơi không bao giờ nhăn nhá. Đứng ngồi làm bò thoải mái các chị nhá. Không bao giờ nhăn luôn bởi vì nó là hàng hiệu của Zaza. Có trắng hoa lụa nhá. Thôi bây giờ nghỉ like. Không nay nữa. Em còn mấy cái trắng trơn nhá, các chị có thích trắng trơn không? Ok. Chào chị Nhâm Mạnh nhá. Đây nhá, trắng này nhá. Tất cả là của Zaza các chị nhá, có trắng này này. Trắng này còn size L và size XL này. Tất cả các chị có đơn nhá, gọi điện quá ba cuộc mà các chị không nghe máy là xử là xả đơn và chửi luôn. Tuân Hiếu ơi, lấy gì tình yêu ơi.
Nguyên Nguyên ơi, tình yêu mua gì tình yêu? Nếu các chị mà nay này mà các chị không mua được thì like sau các chị mua nhá. Có size L cho chị luôn. Còn trắng hoa size nhỏ không? Em tìm ngoan phàm để có. Rồi ok, ngoan phàm nhá, đổi đen nhá. Ok, đổi đen cho ngoan phàm. Nhấp mạnh cho số nhá. Sai gì đấy? Cho em 4 cái 2 size ok nhà Nguyễn. Nào nhà Nguyễn này cho 2 4 cái đen này. Ok nhà Nguyễn nhá. Trắng hoa lớn hơn. Cho chị 1 size ok nhá, chị Ngọc Lê. Chị lấy size L hay size M ạ? À? Em mặc size M các chị nhá. Chị Ngọc Lê, chị lấy size trắng hoa này là chị lấy trắng hoa này là size M hay size L? Ok nhà Nguyễn cho size M, size L ok rồi, cho nhà Nguyễn 4 cái màu đen chưa? Nhân mạnh size lớn nhá, ok. Ok luôn, chị đợi em một tí. À, ồ không biết thì em còn quần tất chó cắn không rách không ấy. Chị nào mua quần tất 100.000 ba cái mà chó cắn không rách nhà em rồi, comment cho em xin cảm nhận nhá. Xem có đúng như là em quảng cáo không? Chị, nhá các chị nhá. Nguyễn Trang ơi hết áo nhu đen. Nhà Nguyễn đấy trắng không phải để đen bỏ ra luôn. À ừ rồi ok, nhà Nguyễn trắng hoa trắng đúng không? Cho thêm cái này này. À ok, Ngọc Lê size lớn hơn S thì có nghĩa là size M. Ok Ngọc Lê. Nhà Nguyễn thêm 4 trắng. Ừ. Nhà Nguyễn thêm 4 trắng ok. Trắng hoa nhưng mà Thủy Kiêu lấy size gì? Quần tất nhà em thì không cần phải nghĩ, hết size S rồi. Ừ ok, cho nhà Nguyễn trắng rồi. Nhà em hết rồi, nhà em hết rồi. Ngày kia mới về các chị nhá. Em chào chị Linh Lê nhá, chị Linh Lê ơi. Chị như có mua hàng nhà em, nhận được hàng chưa? Em ơi chưa nhá, mai mới gọi. Rồi bây giờ lên áo trắng nhá. Trắng hoa bây giờ chỉ còn toàn size lớn thôi. Trắng hoa bây giờ chỉ còn còn size L này. Có trắng size XL nhá, chị Kỳ Thương Vu. Hết nhà chị, hết quần bò rồi. Lên rồi bông tuyết. Đây nhá, trắng đây nhá, còn size L và size XL. L dưới 55 cân các chị có thể mặc. À dưới 54 cân mặc được L nhá. Em cho chị ngoan farm đen rồi. Áo chị đang mặc 150. Áo nhũ cơ thì mới là 100. Áo nhũ mới là 100. Ừ ok Nguyễn Trang, số tài khoản trên ảnh bìa nhá, mai bên chị sẽ gọi điện chốt đơn. Chị nai rồi, chị nai không nai nữa, sạch quần bò rồi. Chị ơi hết rồi. Linh Lê cho ok số điện thoại, nhím thỏ là ok.
Có. Ngày kia. Nhìn vào đọc số điện thoại đi. Trăm rưỡi một áo nhá. Tối nay chị không nai. Em đổi cho chị Nhâm Mạnh áo XL rồi, có co giãn nhá. Cái nào cũng đẹp, đúng rồi. Hàng đẹp. Người xấu nhưng mà hàng đẹp các chị nhá. Cho Yến Thảo rồi. Rồi bây giờ lên trắng trơn nhá. Em cho chị Nhâm Mạnh size XL rồi, chị yên tâm. Em biết chị mặc cái size lớn rồi. Chẳng biết là trắng gì. Trắng hoa đúng không? Tí nó có một mẫu trắng hoa đó, bây giờ em lên trắng trơn. Ngày kia nhá, chưa ngày kia chị like. Quần tất ngày kia mới về thôi, có quần tất thì không cần phải like. Ngày kia về thì mua sau. Chị Linh Lê cho số điện thoại nhá. Quần tất siêu dai trò cắn không rách 100.000 ba chiếc. Bình thường là bên Quảng Châu người ta bán là 100.000 một chiếc. Nhưng mà bây giờ em đang gần Tết em sale. Ngày kia về được khoảng tầm 100 chiếc nữa, quần tất nữa. Bây giờ lên trắng trơn nhá. Áo nhũ ngày kia về nhá, mai không nay. Mai gọi điện chốt đơn đi hàng. Ngày kia mới có. Chắc là rồi. Cảm ơn An Nguyên, chắc rồi đấy em ơi. Nhài ơi yên tâm luôn, ngoài nhà chị Dung gì nhỉ. Nhài cứ lấy hàng ở đây về mà bán sướng luôn. Rất là nhiều cách xỉ. Lấy hàng nhà chị nên là em yên tâm. Có người họ không nhặt nai bao giờ đâu, bởi vì là họ toàn inbox cho chị thôi, bởi vì là chị bán hàng bao nhiêu năm rồi, 8 năm rồi nên là rất là uy tín. Nên là khách hàng mua hàng nhà chị chưa ai chơi chị một câu nào luôn. Em gặp chị hơi muộn đấy, em mà gặp chị sớm em phát tài lâu rồi. Trắng trơn nhá. Trắng trơn kèm lơ nhá. Ok, kỳ thương vu nhá. Đây, trắng lơ nhá. Đồng giá 150 nhá các chị nhá, rất là đẹp luôn đây. Em đừng cho các chị xem. Tạm tạm thế này. Em cảm ơn chị Ngoan Phan. Nói chung là áo hàng hiệu các chị ạ, mặc lên nó rất là đẹp luôn. Không bao giờ nhăn luôn, đứng ngồi làm bò thoải mái. Bởi vì là các cái áo này các chị có. Đây này em co gập tay nhá. Đấy. Em co vào nhá, em duỗi ra nhá. Không bao giờ nhăn luôn. Bởi vì hàng hiệu nó rất là đẹp. Mặc không bao giờ nhăn. Em co vào là như thế này nhá. Nhưng mà em duỗi ra này. Đấy. Ok chị Nhâm Mạnh nha, ngày kia. Các chị mà mua hàng nhà em thì toàn hàng hiệu, bởi vì là em bán cái dòng hàng hiệu này rất là lâu năm rồi. Có màu đen nhá chị Linh Lê. Có màu trắng và màu đen. Đây. Không nhăn luôn. Cảm ơn Nguyễn Minh nhá. Có màu đen. Tuổi thân ơi mua gì tình yêu. Úi dồi ôi mặc vào quá chất luôn các chị ạ. Đơn giản mà đẹp. Em không bán đầm da. Không được các chị Đỗ Xuyến nhá. Hết size lớn, à hết size nhỏ rồi. Ngày kia về hàng size nhỏ chị lấy nhá. Ok nhà Nguyễn cho ba cái trắng size L. Các chị có thích em mách cho bí quyết làm sao mà để đông khách mua hàng trên livestream không các chị? Thì các chị inbox đi, em sẽ chỉ cho các chị cách. 56 cân mặc vừa nhất anh Phan. Thì em sẽ chỉ cho các chị cách làm sao mà để livestream đông khách. Không có chẳng trơn size L nhá. Chẳng trơn chỉ có size L thôi.
Còn đỏ chấm bi không? Còn nhá chị ơi. Chị Vân ơi còn. Ui dồi ôi chị Vân. Đúng cái đỏ chấm bi của chị. Đây nhá chị Vân còn này. Chị chốt cho em cái. Còn có 1-2 cái thôi. Chị Vân nhá, ra ra luôn nhá. Áo nhũ hết sạch rồi. Dung Du Bi. Ngày kia lại có. Chị Vân này, áo chấm bi cho điện thoại này. Cái này chỉ có size, có size hết size L rồi. Bây giờ chỉ còn size M và size S thôi. À ừ đúng rồi, hôm nay bận tặng quá. Tí nữa tặng nhá, tí cuối live tặng nhá. Đây. 7 chân rồi, ok chị Vân Nguyên. Một đỏ chấm bi cho số điện thoại chị Vân Nguyên. Đây nhá các chị ơi. Ok, cảm ơn Facebook Nguyên Minh. Đây nhá, không nhăn luôn nhá. Đây này, co duỗi thoải mái, không bao giờ nhăn. Đã bảo like đến đêm rồi, không tin. Em cảm ơn chị Nhâm Mạnh. Ok, nhà inbox luôn, inbox vào Zalo nhá. Tất cả các khách sỉ mà lấy hàng bên chị ấy, chị đã inbox cho mọi người biết cách làm sao để live stream đông khách. Thứ nhất là phải bán mặt hàng đẹp, giá rẻ, uy tín là hàng đầu. Có size S cho Thúy Hiền, còn rêu chấm bi luôn. Cảm ơn chị Linh Lê nhá. Ok Đỗ Xuyến nhá, thế là 2 cái đúng không? Đỗ Xuyến cho số điện thoại nhá. Vân Nguyễn ok. Chị Vân ơi còn rêu nhá. Vân ơi chốt một đôi cho em nha, 50 cân mặc được nha. Đỏ chấm bi còn size S và size M. Áo chị đang mặc 150 tình yêu. Đây nhá, rất là đẹp luôn. Nói chung là các chị ơi, ủa ôi nhận cái chất này mặc vào sướng lắm luôn các chị nhá. Các chị không mua cực kỳ tiếc này, em cứ co duỗi từ nãy giờ mà không nhăn một tí nào luôn này này. Đấy, ok chị Vân này săn bằng được cái rêu và cái đỏ này luôn. Có màu vàng nhá, tí em mặc cho chị Vân xem. Màu vàng đẹp luôn nhá. Tí em sẽ mặc màu trắng các chị ơi, màu trắng kết hợp với đen. Quá đẹp các chị nhá. Em đảm bảo với các chị là mua hàng nhé, em không bao giờ có chuyện là không đẹp. Chị nào không mua chỉ có tiếc thôi. Nói chung là có chị quanh năm ngày tháng chỉ mặc áo nhà em thôi. Áo trắng theo có. Ủa chị Vân 50 cân mặc quá đẹp luôn. Trai chưa vợ. Nhưng mà em là con trai à? Con trai thì không bán hàng đâu. Em ở đâu đây? Chị không bán hàng cho con trai. Ok, Đỗ Xuyến nhá. Hai áo trắng như chị, trắng trâu. Bán hàng cho con trai không bán. Suka Tiên ơi, áo chị mặc 150 tình yêu. Áo đang mặc 150 nhá. Ok, Thúy Ngọc. Ừ, ok, ở Quốc Oai thì bán. Thúy Ngọc ok. Đỏ chấm bi. Em ở chỗ nào không ai? Chân váy da không bán. Chấm bi còn màu vàng. À ok, thì cho số đi. Thì cho số của điện thoại của em. Xong cho nick Facebook của em luôn. Để mai gọi. Chấm bi còn màu vàng nhá. Đây xong em mặc thử chấm bi màu vàng cho các chị xem. 50 cân mặc size SM đều được. Nguyên bộ chị mặc không bán. Ừ. Cảm ơn Tấm Thía. Nói chung hàng các chị ơi, người đẹp cũng em thì bình thường thôi, không đẹp đâu. Nhưng mà nói chung hàng đẹp ấy, người ta bảo là người đẹp vì lụa các chị ạ. Nên là các chị ơi, hàng mà nó đẹp ấy thì ai mặc cũng đẹp. Đấy, chỉ có là đẹp hơn mà không đẹp và là đẹp bình thường và đẹp đẹp hết mức có thể các chị nhá. Em cũng bình thường thôi nhưng mà các chị có những các chị còn mặc còn đẹp hơn em ấy. Em rất là nhiều cách feedback áo trắng này, ủa ôi đẹp lắm luôn ấy. Đấy. Bây giờ em sẽ mặc thử chấm bi nhá. Chấm bi của em bây giờ còn rêu, còn đỏ, còn vàng. Còn đỏ và vàng thôi, hết rêu. Em cho luôn nick Facebook của em nhá, trai chưa vợ, nick Facebook của em ấy và số điện thoại của em ấy. Bây giờ chấm bi màu vàng nhá, bây giờ còn vàng và đỏ đô hết rêu. Không, chị không
khiêm tốn đâu, thật sự thật là như thế. Ba con rồi còn chẳng khiêm tốn. Quần tóc chị Đỗ Xuyến ơi, ngày kia về nhá, em sẽ giữ đơn của chị Đỗ Xuyến. Ngày kia về hàng thì cho quần tóc vào. Bây giờ em mặc thử cái vàng này nhá. Huệ Nguyễn Kim ok. Thúy Hằng ơi, cho em số nhá chị yêu. Chị Thúy Hằng cho em số. À đây em lên nốt cái mã màu trắng nữa nhá. Xong rồi lên áo chấm bi nhá. Thúy Hằng cho số nhá. Chị Đỗ Xuyến này có phải ở Quốc Oai không? Liệp Tuyết Quốc Oai không? Đây nha, lên mã này nữa. Xong thì em chuyển qua mã chấm bi. Đợi em một tí nhá. Thay đồ nên nó hơi nâu bởi vì là nhiều chị cứ yêu cầu mặc thử ấy. Thôi đằng nào mặc thử cho các chị xem luôn, về các chị biết kết hợp luôn. Ok Thúy Hằng. Hết size L rồi thôi Sushi. Em mà 50 cân thì à, em mà 55 cân thì từ từ ấy, chị lên mẫu này em mặc mẫu này này. Em bao nhiêu cân là thơm Suzy? Em nên mang màu trắng khác nhá. Nói chung mẫu nào em thích các chị ạ. Nói chung toàn hàng đẹp thôi. Đây nhá, trắng theo. Trắng theo. À 50 cân thôi, tôi đi mặc vừa nhá. Ok, chắc chưa vợ rồi. Thông tôi đi cho lốt cái kia để cho số điện thoại luôn. Trắng theo nhá. Đồng giá 150 luôn. Đây nhá các chị ơi, ủa ôi đẹp lắm luôn này. Theo nhá. Đồng giá 150 lên toàn mẫu hàng hiệu thôi, toàn 500 mấy 600, giảm cho các chị còn 150. Các chị không mua nhanh là hết, em còn khoảng tầm 3 4 cái nữa là hết. Đây nhá. Trắng theo nhá. Đây này, theo nhá. Theo trực tiếp vào vải luôn nhá. Mặc rất là đẹp luôn. Đồng giá 150 luôn nhá. Chị ở lấy chốt trắng theo cho em. Ừ cho rồi. Chị không. Nhà chị hết quần da rồi không bán nữa. Hết rồi không bán, bán nhiều quá. Bán nhiều quá thì chán không muốn bán quần da nữa. Áo nhũ nay hết rồi, ok nhà anh Nguyễn cho 3 chiếc. Ừ, chị lai hết rồi, còn làm gì còn cháy áo nhũ luôn. Mặc được nhá, Hiền Nguyễn nhá, Hiền Nguyễn bốc ai gì này. Đây nhá, trắng theo. Đây, cắn thùng rất là đẹp luôn. Đây các chị nhá, chị là không lấy cực kỳ tiếc luôn. Toàn 500 mấy 600 thôi. Ok Thuy Ngọc, ok. Hết chưa? Giờ cho Thuy Ngọc là người cuối cùng nhá. Chuyển mẫu nhá. Tranh thủ mua đi các chị, chẳng mấy khi hàng hiệu sale đâu. Rồi em lên mã khác nhá. Toàn hàng hiệu của Zaza thôi các chị.
Hiền Nguyễn. Ui cái mẫu này đẹp quá này các chị này. Chuyển mẫu nhá. Chấm bi nhá. Có màu vàng và màu đỏ đô. Hết rồi Trần Nam Thanh. Hàng đấy hết rồi. Chấm bi nhá, có vàng và đỏ đô. Đồng giá 150k một chiếc, 150k một chiếc. Có size S và M. Ui màu vàng đẹp lắm này các chị này. Đấy. Mặc vào cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ trẻ luôn. Chị nào không để tiếc luôn nhé các chị nhá. Màu này mặc cực trẻ luôn, sang chảnh luôn. Chị nào lấy comment bi vàng và bi đỏ đô nhá. Có vàng và đỏ đô nhá. Rồi lúc này em nghỉ like nhá. Tặng mini game cho nghỉ like nhá. Đây nhá, có vàng và đỏ đô. Của Zaza các chị nhá, hàng hiệu nhá. Của Zaza luôn. Toàn mấy trăm nghìn thôi, sale còn 150 thôi các chị nhá. Không mua cực kỳ tiếc luôn. Ok chị Nguyễn M. Ok Thủy Hằng xe nhá, vàng và đỏ đô nhá. Có vàng và đỏ đô, chị lấy comment vàng và đỏ đô cho em. SM nhá các chị nhá. M dưới 50 cân, M dưới 54 cân, 55 cân mặc được. Ok, nhím thỏ đỏ đô. Ui đẹp lắm luôn các chị nhá. Mặc vào sướng tỉnh cả người luôn. Màu lạo đẹp các chị ạ. Ô rồi xong em sẽ nghỉ ăn cơm, chị yên tâm luôn. Chào Liên Sô-cô-la nhá. Ok Diệu Nguyên vàng mờ Diệu Nguyên. Chân vé chị mặc không bán. Ok nhím thỏ mờ đã đô rồi đúng không? Đi sai vào đấy em. Chân vé chị mặc không bán. Rồi bây giờ em nghỉ like các chị nhá, em tặng áo nhá, nghỉ like. Chị Hoan Đinh không mặc vừa áo này đâu. Chị 60 cân không mặc vừa. Đây em tặng cho các chị cái áo bánh bèo này luôn. Có được ăn cơm, em còn chưa được ăn luôn. Áo chị mặc 150 nha Nhung à. 500 nghìn giảm còn 150 nhá. Có màu vàng và màu đỏ đô. Có vàng và đỏ đô nhá. Em sẽ tặng 2 phần quà. Vừa quá đẹp cho Nhung à. Có vàng và đỏ đô nhá. 500 nghìn giảm còn 150. Rồi hôm nay sẽ có 2 phần quà. Chị nào phải comment nhanh nhất. Thôi hết hàng like rồi tình yêu, hết hàng like rồi chẳng còn hàng gì mà like luôn. Tặng 2 cái áo bánh bèo này nhá. Màu trắng bánh bèo nhá. Rất là đẹp luôn. Đằng sau có khóa nhá. Đằng sau có khóa nhá. Chị lo phải nhanh tay mới được. Đây.
áo này đẹp lắm luôn nha các chị nhá. Em nói trước nhá, em tặng hai cái áo trắng này nhưng mà em sẽ tặng hai cho hai người. Nhưng mà chị nào vừa nãy mà có mua cái áo trắng này rồi thì được tặng là các chị vẫn phải mua cái áo mua nhá. Không phải là được tặng rồi mà tí nữa các chị Quyên ơi, hai ngày nữa em mua nhá. Mà các chị không mua là em không bán đâu. Đấy, nên là tặng, mà mua là mua. Hàng hiệu của Zaza luôn nhá, bánh bèo luôn. Có gì nhá, inbox nhá. Rồi tặng cho nhà Nguyễn một cái. Nhà Nguyễn lấy nhiều hàng. Tặng cho Bảy Trần một cái. Bảy Trần lấy nhiều hàng. Cho hai bạn này hôm nay lấy nhiều hàng này. Rồi, tặng cho hai bạn đấy rồi. Bây giờ chỉ còn một cái tặng cho chị nào mà hôm nay mua hàng ở trên Nai mà mua hàng ấy. Tặng cho Bảy Trần rồi và cho nhà Nguyễn rồi. Đấy, bây giờ còn một cái nữa để tặng. Rồi nhá, Bảy Trần và nhà Nguyễn. Phải ngày mai phải chuyển khoản đủ cho chị nhá, bởi vì hóa đơn của hai em rất là nhiều. Sắp Tết rồi. Nên là phải chuyển khoản đầy đủ cho chị. Sang năm ấy chị sẽ mang thật nhiều hàng đẹp giá rẻ về cho các em. Nhà Nguyễn và An Nguyễn. À, nhà Nguyễn và Bảy Trần và An Nguyễn nhá. Ok, tặng cho An Nguyễn một cái màu trắng luôn. Mua nhiều hàng, hôm nay có ba bạn đấy mua nhiều hàng. Ba em này nhá, inbox. Một cái 150 nhá em ơi, có màu đen và màu trắng, ai mua vẫn bán 150. Các chị nhớ nhá, hôm nay có ba bạn là nhà Nguyễn và An Nguyễn và Bảy Trần mua hàng em rất là nhiều. Em tặng cho ba bạn đấy. Ba bạn này sáng ngày mai bên em tổng đơn, ba bạn này phải chuyển khoản đủ, nghĩa là trong ngày mai. Đấy, kể cả trong ngày mai, sáng hay chiều không cần biết, nhưng mà ba bạn này phải chuyển khoản đủ cho em mới đi hàng. Và ba bạn này nhá, inbox vào Zalo cho chị. Số điện thoại 0977325468. Chị sẽ mách cho bí quyết bán hàng làm sao được tốt. Ok, ba bạn này nhá, inbox và Zalo cho chị theo số điện thoại 0977325468. Chị sẽ mách cho em cách làm sao để bán hàng online, live stream như chị, bán hàng được nhiều. Mách 65 mít. Em về đi. Xong rồi mai. Em cứ ăn ở đây đi. Thì chị gọi cơm ra, thôi bảo đi. Con không về đâu. Nhá, ba bạn này nhá, chị đã match cho rất là nhiều khách sỉ cách bán em match rất là nhiều khách sỉ cách bán hàng online, làm sao để livestream bán được nhiều hàng và nói chuyện với khách hàng. Khi mà mình cấu lên, mình nói, mình chửi thì khách là những cái khách mà họ nói chung khách hàng là thượng đế. Em có chốt cho chị rồi cái gì nhá, khách hàng là thượng đế, nhưng mà một khi thượng đế mà không, coi chủ shop không ra gì thì phải là bố thượng đế cũng chửi nha các em nhá. Ừ. Rồi em cứ về đi, xong rồi thì mai xuống. Còn nếu mà các chị làm mà mua hàng mà lịch sự ấy thì em luôn luôn coi các chị là thượng đế. Còn các chị làm mà vớ vẩn ba lăng nhăng ấy, vớ vẩn ấy, linh ta linh tinh ấy, chốt hàng gọi điện gần chết không nghe máy ấy là em chửi luôn. Kể cả là chửi cả bố thượng đế luôn, mà em sẽ chửi và em thắp hương luôn. Đấy, cứ mỗi một like phát ở đầu like phát là em chửi luôn, chửi cho sắp mặt lồn luôn. Nên là chị nào mà mua hàng ấy, kể cả mua ở shop em hay mua ở shop nào, các chị lên có tâm một tí, gọi điện thì cứ nghe máy, không lấy đâu thì bảo xả. Đừng có cái kiểu mà gọi điện không nghe máy nhá, là em ghét nhất cái kiểu như thế. Còn chị nào mà muốn mà mua hàng, à mà muốn bán hàng online, live stream như em được nhiều khách và lấy được lòng của mọi người. Ok, cảm ơn Kiều Hà. Thì các chị inbox Zalo cho em. Đấy là những chị đang kinh doanh và đã kinh doanh nhá. Còn những chị chưa kinh doanh thì em không trả lời đâu. Bởi vì là bây giờ mà trả lời các chị, những chị mà đã chưa kinh doanh thì là kết bạn Zalo chị đồng ý. Nhớ ghi Facebook là nhà Nguyễn. Mà chưa kinh doanh thì em không match đâu. Bởi vì là một ngày em phải match cho, bởi vì một ngày bên em rất là nhiều khách sỉ. Một ngày bên em có tầm khoảng 15-20 khách sỉ cơ.
Đấy, nên là cách một ngày mà em trả lời khách xỉ rất là mệt rồi. Khách lẻ là ít khi em trả lời lắm. Em tiếp khách xỉ bên Zalo, số điện thoại của em trên ảnh bìa đuôi 468 các chị nhá. Em chỉ match cho các chị khách xỉ thôi, còn các chị khách lẻ em không có match. Còn các chị khách xỉ mà đã và đang bán hàng mà lấy hàng nhà em match cho 10 người, cả 10 người đều thành công các chị nhá. Làm sao để bán hàng online tốt, livestream nói, giọng nói mặc dù không khéo, không truyền cảm nhưng mà để nghe rõ, nói rõ và chốt hàng cho mọi người công bằng các chị nhá. Đấy. Còn chị nào mà chưa mua được, ok nhím thỏ, mua cái áo này 150. Chị nào mà mua hàng rồi ấy, ok, tất cả các chị mà bán hàng online ấy, em đều mách cho các chị đấy cách bán hàng online tốt. Đấy. Nói chung là các chị cứ ngoan đi thì cái gì cũng có. Rồi bây giờ em còn một, rất là ít khi em tâm sự với các chị, nhưng mà một khi mà em đang tâm sự với các chị ấy, thì em nghĩ gì em nói đấy các chị nhá. Em chỉ dạy, chị chỉ dạy cho những chị nào mà không phải là dạy, đừng có nói dạy, em chưa là cái gì đâu mà em dạy được các chị. Em chỉ chia sẻ cho các chị bí quyết bán hàng online làm sao cho tốt và lấy được lòng của khách hàng. Đầu tiên là các chị phải sản phẩm tốt. Đấy. Bán hàng phải thật thà, tốt và chất lượng. Hàng nhà chị chuẩn chất lượng. Cảm ơn Ha nhá. Đầu tiên là phải như thế. Thế nên là chị vẫn nói với mọi người là chị nào mà lấy hàng nhà em ấy, 10 chị thì cả 10 chị đều thành công. Đấy. Đầu tiên là cái mặt hàng của em ấy đưa ra thị trường ấy, các chị nhận được hàng ấy, là các chị 2 ngày nữa chị nhá. Chân váy chị đang mặc không bán. Em cảm ơn chị Ngoan Farm. Chưa có một chị nào mà mua hàng nhà em một lần mà không mua lần thứ hai các chị nhá. Thậm chí các chị đó còn giới thiệu nhiều các chị khác mua hàng nhà em. Nên là các chị mà cứ mua hàng nhà em đi, em sẽ chỉ cho các chị. Ok. Đây Bông Tuyết ơi, áo chị cầm đây, áo chị cầm chị up ở trên Facebook rồi. Đấy nhá, chị nhắc ba cái bạn là Bảy Trần, An An Nguyễn và Nhài Nguyễn nhá, inbox Zalo cho chị sẽ match cho em các em bí quyết làm sao bán được nhiều hàng. Truyền cảm đến khách hàng, mặc dù giọng nói của chị không hay nhưng mà tại sao chị vẫn bán được nhiều hàng? Đấy, người chị không đẹp nhưng chị vẫn bán được nhiều hàng, bởi vì thứ nhất là các khách hàng đã ủng hộ em rất là nhiều. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đầu tiên thì vậy, thứ hai là em sẽ cố gắng mang hàng đẹp, giá rẻ về cho mọi người nhá. Rồi, bây giờ em sẽ tặng cho mọi người nhá. Em tặng khách xỉ rồi, bây giờ em chuyển sang tặng khách lẻ nhá. Tặng cái áo này nhá các chị nhá. Áo này bánh bèo rất là đẹp, em đã up ở trên Facebook rồi. Áo này của em là mấy trăm nghìn cơ, nhưng mà bây giờ em đang sale giá 150, chị nào mua em vẫn bán. Còn bây giờ em sẽ tặng nhá. Các chị comment cho em chữ là em yêu các chị nhiều lắm nhá, kèm số điện thoại. Em yêu các chị nhiều lắm, kèm số điện thoại nhá. Em sẽ tặng cho chị nào được cái áo này nhá. Ôi người chị bình thường, ba con rồi xấu lắm. Em yêu các chị nhiều lắm, càng sẽ kèm số điện thoại nhá. Em sẽ tặng cho chị nào comment đúng chuẩn chính tả và nhanh nhất nhá. Em sẽ công bố cho máy chủ nhá. Em yêu các chị nhiều lắm nhá. Em đã nhìn thấy một chị trúng thưởng rồi. Chị này cũng là một khách hàng hôm nay mua hàng. Khách này là khách mới. Mini game thì là làm may mắn đó các chị. Em đang nghĩ cái gì thì em viết ra như vậy các chị nhá. Em đang nghĩ cái gì trong đầu thì em bảo các chị comment như vậy. Thực sự là em rất là yêu quý các chị. Em yêu quý các chị nên là em luôn luôn mang hàng đẹp giá rẻ về cho các chị nhá. Nên là các chị cứ yên tâm ủng hộ em nhá. Ủng hộ em càng nhiều thì em càng mang hàng đẹp về giá rẻ về cho các chị nhá. Bây giờ em sẽ công bố nhá các chị nhá. Xin chúc mừng Facebook.
Ngọc Di nhá. Xin chúc mừng Facebook Ngọc Di đã là người comment đúng chuẩn chính tả và nhanh nhất nhá. Chúc mừng em Ngọc Di nhá các chị nhá. Ngọc Di như hôm nay có mua hàng. Rồi cảm ơn các chị nhá. Chào tất cả các chị nhá. Bây giờ em sẽ apply. Em chưa tìm được bà giúp việc. Không tìm được. À ừ rồi. Không kèm số điện thoại. Thôi chết. Thôi được rồi, thế thì thôi bây giờ công bố rồi. Thì thôi bây giờ. Thôi vẫn tặng cho Ngọc Di cái đấy. Thôi bây giờ tặng cho người khác cái khác nhá. Thế bây giờ lại comment lại nhá. Thôi được rồi. Tặng cho Ngọc Di rồi. Chót chót nói bạn đấy rồi. Đúng rồi. Thôi bây giờ em vẫn tặng bởi vì là em nói là làm. Thôi được rồi, bạn đấy rất là mừng rồi. Thôi bây giờ vẫn tặng cho bạn Ngọc Di nhá các chị nhá. Các chị có đồng ý em vẫn tặng cho bạn Ngọc Di không? Bởi vì bây giờ em công bố rồi, bây giờ em sẽ tặng vẫn cái như thế nhưng mà một cái khác. Thì bây giờ em tặng cho các chị nhá. Nhá, bây giờ em vẫn tặng cho bạn Ngọc Di đấy được được không ạ? Bởi vì bây giờ em vẫn tặng cho bạn đấy. Các chị có ok không? Nếu ok thì em sẽ cho một mini game nữa. Coi như hôm nay em mất 2 mini game. 5 mini game chứ không phải là 2, tặng 3 cách xỉ rồi. Và bây giờ tặng 2 cách lẻ, đồng ý nhá. Rồi mình sẽ chơi công bằng như vậy. Bởi vì em nói xong là em quên nên là. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ lại nhá. Rồi bây giờ lại. Tất cả các chị đều ok nhá. Bây giờ lại nhá. Vẫn tặng cái áo như thế nhá. Nào bây giờ em sẽ ghim cái chữ này. Nào bây giờ em sẽ comment lại nhá các chị nhá. Em sẽ cho các chị comment lại. Rồi ok đúng rồi. Rồi bây giờ em vẫn tặng một cái giống như thế nhá các chị. Bây giờ các chị comment cho em chữ nào. Còn nào sơ mi trắng nhá Thảo ơi. Bây giờ các chị comment cho em chữ nào. Comment cho em chữ. Nhưng mà không cần kèm số điện thoại cũng được nhá, được không? Thôi kèm số điện thoại đi cho dễ. Các chị comment cho em chữ nào. Tôi yêu Việt Nam. Tôi yêu Việt Nam nhá. Tôi yêu Việt Nam nhá, không cần số điện thoại cũng được. Kèm số điện thoại cũng được, thế nào cũng được. Tôi yêu Việt Nam nhá, chị nào trúng thì em tặng luôn. Các chị có yêu đất nước Việt Nam không các chị? Chị có yêu đất nước Việt Nam không? Xem xong trận bóng mà em toát mồ hôi hột các chị ạ. Rồi. Cảm ơn Viết Quân Trịnh nhá. Cảm ơn Facebook Viết Quân Trịnh rất là nhiều. Các chị yêu đúng không ạ? Em xem trận bóng đấy mà em xem xong cái trận bán kết đi các chị. Em sướng 2 ngày em không ngủ được. Em hô còn la run tay lát họng luôn các chị ạ. Nhưng mà xem cái trận chung kết ấy thì em vẫn yêu các chị ạ, bởi vì là mặc dù Việt Nam không vô địch, không được giải nhất, nhưng mà
các cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam đã lấy được lòng của dân các chị nhá, hơn 90 triệu dân của Việt Nam. Các tuyển thủ U23 đã lấy được lòng của tất cả mọi người, mặc dù không vô địch giải nhất, chỉ được là Á quân thôi, nhưng mà đã lấy được lòng tình cảm của tất cả mọi người, làm cho người lạ cũng như người quen không quen biết gì nhau cũng hô hào Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch và tôi yêu Việt Nam. Đến khi mà sút vào phát mà các chị không quen nhau cũng nhảy vào ôm nhau luôn. Đấy, nên là các chị, em cực kỳ yêu đất nước Việt Nam các chị nhá. Rồi bây giờ em xin công bố nhá, Facebook Mai Nguyễn là người chủ mini game nhá. Rồi chúc mừng em, Facebook Mai Nguyễn là người comment đầu tiên 0988142958. Rồi cảm ơn Kiều Hà nhá, chúc mừng Mai Nguyễn nhá. Chị Tuyền Trần ơi, lần sau chị mua nhá, ngày kia chị mua hàng nhá chị yêu. Ok chị ngoan Phan. Lê sung quá. Rồi quá sung luôn. Ok Mai Nguyễn, em xin nhé của em. Nó thuộc về em bởi vì em đã rất là cố gắng comment nhanh nhất, đúng chuẩn chính tả nhất và chia sẻ livestream cho chị. Em xứng đáng được nhận món quà đấy nhá, không cần phải xin chị. Chị phải là người cảm ơn em bởi vì là em đã theo dõi livestream của chị. Ok chị Trần Thảo, cảm ơn Mai Nguyễn và tất cả các chị đang xem live nhá và đã xem live của em nhá. Ngày mai bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị nhá. À ok, cách quen nhưng mà em thay avatar chị không nhớ. Rồi, bây giờ tất cả các chị apply tắt mini game nha các chị nhá. Và các chị ăn cơm, em cũng ăn cơm. Ngày mai bên em sẽ gọi điện chốt đơn cho các chị từ chiều mai nhá. Sáng mai bên em còn làm đơn, không có gọi điện chốt đơn từ sáng mai nhá. Chị bán hết áo nhũ rồi, ngày kia mới về nhá. Tất cả các chị có đơn nhá, chiều mai sẽ gọi điện chốt đơn đến tối mai nhá. Rồi, chào các chị nhá. Chúc các chị ăn tối vui vẻ nhá. Ok các chị nhá, inbox chắc là phải ngày mai em mới check inbox. Bởi vì tối nay em phải ăn cơm, em còn phải giữ sức, ngày mai em còn phải check đơn cho các chị cùng với cả nhân viên. Rồi chào các chị nhá.